thơm sẽ có cái đó à nè. Không không không. À, này mới đúng rồi nè. Không không không. Cho nó từ đây. Đầu đây. Đầu còn lại vào đây. Kiểu đó chấu. Kiểu đó gạo. Đây là nắp đậy. Kiểu đây. Có gì nói ra chứ. Xong rồi dỡ này ra. À ừ, bởi vậy mới được, không phải có cái đồ nối ra. Rồi, vậy mới hứng được. Khi mà sàn gạo tấm rớt xuống thì có cái đồ hứng, mình sẽ gài vào đây. Ồ. Rồi, gài vào đây. Nó sẽ có hai cái. Nhìn nào đầy thì mình thay. Ờ. Còn đứng bao. Vào. Tiếp luôn ạ. Còn móc luôn ạ. Cháu. Cái này là đồ phụ của nó. Cái này là đồ phụ. Con lúa vào đây. Rồi rồi, biết rồi. Vào đây thì máy sát ra xong rồi đi theo cái bộ. Nó sẽ hút từ dưới này lên. Rồi. Kéo lên này, đây. Có lưỡi có hất lên đây. Ừ. Rớt vào đây. Này nó xay sạch như xay nhà máy kia. Sạch hơn à. Cái dạng y răng cái máy chuốt á, không chơi đâu. Đây là thùng đựng lứt. Đây là bộ sàn để ra sàn lúa đó, mà vô lứt đây, lứt thì mới lên một khoảng nữa mới ra trắng. Đây là sàn, đây xuống đây là thùng chứa lứt. Đây, cuối cùng thì xuống đây thì sẽ sát trắng. Ừ. Dưới này bộ sát trắng. Sát trắng thì xuống đây sẽ lọc tấm. Lọc tấm đây. Đúng rồi. Ok. Rồi gạo ra đây. Gạo ra đây. Ok. Hai cái sàn trắng sơ cua ở trong này. Trong cái sàn này. Khi mà xài tuyến sàn, tuyến đồ gì rác sàn thì thay. Ừ. Tháo cái cửa này ra ha. Tháo hai con ốc này ra. Rút cái mặt bích này ra. Thì ở trong nó sẽ hai cái miếng này nó sẽ ốp lại như thế này. Mình rút cái cũ ra, mình thay cái mới vào thôi. Trong này mình lại ép cái mặt bích lại. Chú ý là cái mặt bích là mình sờ tay vô là lúc nào nó cũng khít, đừng có hở. Hở là gạo nó bị nát. Hai cái đó là dặn lại khách đó ha. Đó là khách gì hay. Hôm nay mình chỉ cần rút ra là mình đẩy vào cái khớp thôi. Thì nó có cái đường rãnh này. Hai cái này nó có đường rãnh này. Ở trong cái cây nó có đường rãnh là mình rút thẳng vào thôi. Gạo của Hàn Quốc xin đông. Đây là chính độ trắng của gạo. Rồi. Đây là cửa rút để chỉnh lứt xuống nhiều hay ít. Rồi. Ở trong đây thì nó sẽ có cái phễ ở trong đây. Nó có ghi chú à, ghi chú kìa. Có phễ. Thôi có chữ Việt là làm được rồi. Cái phễ đó rút ra rút vào. Chữ Việt là làm được rồi. Cái này. Cái này cũng vậy, bên này cũng có cái chỉnh thấp. Ít cũng nhiều quá. Cần rút cung cấp thóc. Ít nhiều quá, nhiều quá nó hốt lên. Chuyện to nhỏ như này. Rồi rồi. Khi xong thì vệ sinh xong rồi. Đây là đèn. Đây bảng điều khiển này. Bảng điều khiển thì đây là đèn báo. Đây là CB của máy trà lứt. Đây là CB của máy trà trắng. CB của động cơ trà trắng. Đúng rồi. Đây là đồng hồ đo ampe kế. Ok. Quy trình của nó đây đúng không? Đúng rồi, đây là hướng dẫn sử dụng toàn bộ quy trình. Gồm 7 bước. Máy sát gạo tự động Sino N300R sản xuất tại Hàn Quốc. Năm sản xuất 2020. Sử dụng điện 220V. Motor chính thì là 2.2 kg, motor phụ thì 0.25. Công suất thì là 225 kg thóc trên 1 giờ. Trọng lượng máy là 151 kg. Máy bảo hành 12 tháng. Đây là một số những cái chú ý khi mà mình lắp ráp nguồn dây điện. Đóng cái thùng để lên. Này cửa ra tạp chất.
đặc chất của gạo lứt. Ừ. Đây là cửa ra sỏi. Gì? Khi mà con thì sỏi thì nó sẽ ra đây. Ngày đủ má cầu giao qua bển tròn hai nó làm lấy là cửa dọc vệ sinh. Lúc cuối thì có thóc có cám rớt xuống này thì chúng ta vệ sinh như này. Lấy hai bên, okay. Hai bên hồng sóc. Đây mua tờ phụ đúng không? À, này mua tờ phụ. Thì người ta công hay trả tờ hưởng. Mô tờ phụ là khi vận hành cái mô tờ chính là nó có... Trong hai mô tờ là tách biệt hoàn toàn. Mô tờ phụ là mô tờ trả tài, tách biệt hoàn toàn hết. Tại nó có cái trong đó đó. Mỗi mô tờ nó có một chức năng khác nhau anh. Là nó hoạt động cùng lúc luôn. Đúng rồi. Cùng lúc luôn. Motor chính thì công suất 2,2 kW. Kéo cái máy trà lứt. Máy trà lứt và máy trà trắng. Ừ. Và kéo cả băng chuyền kéo lứt lên. Rồi. Còn motor phụ thì là làm rung cái sàng rung của gạo. Khi sử dụng thì phải đóng cái cửa này vào. Này càng chỉnh lên cao nữa càng trắng gì? Đúng rồi, càng trắng. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.